Âm nhạc và yoga thật sự là một sự kết hợp tuyệt vời. Và ngày hôm nay chúng ta có Instant Flow Kiku Yoga, rất là vui mừng đem đến cho mọi người Instant Flow Halloween Party. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại thập niên 90 với những bài hát bất hủ và những chuyển động thăng hoa cùng âm nhạc. Thập niên 90 là mình có những cái layout, nó có những cái điểm nhấn mang những cái màu sắc đặc trưng, thích chơi cái gam màu nổi. Thật ra là lâu lắm rồi mình mới được tham dự một buổi party Halloween như thế này. Và rất là vui vì hôm nay là Cường Kiku đã tổ chức cái buổi chảy trong cái dòng chảy âm nhạc của những năm thanh xuân của mình. Là cảm giác mình giống như là master đi tập và mình chung vui với mọi người, chứ không phải là một buổi học nữa. Cho nên mình rất là háo hức.